Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chủ tịch Hà Nội kêu gọi chấm dứt ăn thịt chó. Chó mèo có thể là nguồn lây nhiễm dịch COVID-19 vào Hà Nội. Tôi kêu gọi cộng đồng chấm dứt ăn thịt chó, động vật hoang dã, ông Nguyễn Đức Trung nói. Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho hay, đại dịch COVID-19 đã lan ra 158 nước và vùng lãnh thổ với tốc độ lây lan nhanh về cả số ca nhiễm và số người tử vong. Việt Nam có những ca siêu lây nhiễm như ở Bình Thuận. Ở Hà Nội chưa phát sinh nguồn lây nhiễm chưa rõ nguồn gốc, các ca lây nhiễm trong 10 ngày qua đều xác định đi về từ các nước châu Âu, lây nhiễm chéo. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung lưu ý, TP đã chứng kiến 2 trường hợp ban đầu xét nghiệm âm tính nhưng sau 7-8 ngày thì phát bệnh. Tất cả trường hợp tiếp xúc gần âm tính chưa phải yên tâm hoàn toàn mà đó chỉ là một yếu tố đánh giá. Có thể xử lý hình sự người không cách ly nghiêm túc. Lý giải về việc TP áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa khác nhau tại Trúc Bạch, Núi Trúc, Cầu Giấy, ông Trung cho biết mỗi biện pháp phải dựa trên cơ sở thực tiễn. Ở phố Trúc Bạch, nơi ở của bệnh nhân 17, có người lây nhiễm và lây nhiễm chéo được nhận định là có thể trở thành ổ dịch. Những người lây nhiễm chéo đã tiếp xúc, mua bán với nhiều người ở các cửa hàng xung quanh nên phải cách ly cả đoạn phố. 10 ngày nay chưa phát hiện ca lây nhiễm mới tại đây. Còn ở phố Núi Trúc, nơi ở của bệnh nhân thứ 50, cơ quan chức năng xác định bệnh nhân chỉ về nhà trong thời gian ngắn, lên thẳng tầng 10. Cùng với đó, việc khử khuẩn hàng ngày ở tòa nhà rất tốt, nên chỉ cần xử lý ở tầng 10 là nơi ở của bệnh nhân. Còn ở Cầu Giấy chỉ cần cách ly cụm dân cư mà người nhiễm có tiếp xúc gần. Theo Chủ tịch Hà Nội, với các trường hợp F1 ở trong các căn hộ rộng rãi, tòa nhà chung cư thoáng mát, không ảnh hưởng đến người khác và có thể kiểm soát được, thì không nhất thiết phải cách ly toàn bộ tòa nhà. Về năng lực xét nghiệm, trung tâm xét nghiệm của các bệnh viện cấp TP có thể lấy từ 1.500-2.000 mẫu trên ngày, tới đây có thể lên từ 2.000-2.500 mẫu. Từ thực tiễn diễn biến dịch COVID-19, nhiệm vụ đầu tiên được Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh là tuyên truyền để người dân thủ đô nâng cao nhận thức, tiến tới mức độ cảnh báo cao hơn. Nhắc bài học, hơn 16.000 người tham gia buổi sinh hoạt tôn giáo ở Malaysia và chỉ 2 ngày sau đã 5.000 người nhiễm bệnh, ông Trung nhấn mạnh, mỗi người phải nâng cao ý thức, trách nhiệm với chính mình, gia đình và cộng đồng. Nhiệm vụ tiếp theo là tập trung cao độ mọi nguồn lực để phát hiện, kiểm soát chặt chẽ các công dân từ nước ngoài vào Việt Nam. Theo ông Trung, vẫn có khách nước ngoài vào Việt Nam, Hà Nội mà không được kiểm soát chặt chẽ nên vẫn có nguy cơ. TP cần sớm phát hiện, có biện pháp ngăn chặn để giảm thiểu việc lây nhiễm. Thứ ba, quản lý chặt chẽ hành trình của những người tiếp xúc thuộc diện F1, F2, F3. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu giám sát chặt tất cả các công dân đang cách ly tại nhà, cơ sở tập trung hay cơ sở y tế, đặc biệt cách ly tại nhà. Qua phản ánh, có một số người đang cách ly tại nhà vẫn đi lại nên đề nghị rà soát, kiểm tra. Nếu đã có quyết định cách ly tại nhà mà không thực hiện, sau này phát hiện bệnh và để lây nhiễm ra cộng đồng, thì có thể sẽ xử lý hình sự, ông Trung nói. Ông nhấn mạnh với trường hợp cách ly tại nhà không nghiêm túc và gây hậu quả, ông sẽ đề nghị công an thành phố lập hồ sơ xử lý và có thể truy tố theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu các quận, huyện, thị xã và các đơn vị phải xây dựng phương án cụ thể, đảm bảo đủ chỗ để cách ly, đảm bảo công tác hậu cần và các trang thiết bị bảo hộ. Để có thể có nguồn lực chống dịch, ông Trung lưu ý có thể tập huấn cho sinh viên Học viện Quân y hay Đại học Y. Kiểm soát những người sang nước ngoài mua chó mèo. Ông Trung gợi ý, các hãng hàng không hiện đang không có hoạt động bay, TP có thể liên hệ để làm các suất ăn cung cấp cho các khu tập trung. Công an thành phố, quản lý thị trường phải đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát phòng chống buôn bán động vật hoang dã, ngay cả với chó mèo. Hiện nay có người đi tận sang Lào, Campuchia mua chó mèo. Đây hoàn toàn có thể là nguồn lây nhiễm vào TP. Tôi kêu gọi cộng đồng chấm dứt ăn thịt chó, động vật hoang dã, Chủ tịch Hà Nội đề nghị. Trần Thường. Ha ha ha, 闻什么的说